Bên sông. Trích từ sách Ngày mai của những ngày mai, tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Chiều ấy không có gì bất thường, trừ việc đứa cháu nằm dài coi phim Hàn Quốc, thấy đôi trai gái đẹp hẹn hò ở một nơi quá đẹp. Con nhỏ thở dài cái thượt, thắt thẻo. Được đi nước ngoài chơi chắc đã dữ lắm ha dì. Mà trời ơi, biết chừng nào mình mới có tiền. Cô đang nấu cơm, hơi quạo. Đáng lẽ con nhỏ phải vô bếp tiếp mình, mà nó lại nằm đó nói chuyện tào lao. Ra sàn trước ngồi rửa rau, cô ngó xong, con nước ròng đang dâng lé đé thềm nhà. Cô hỏi bỗng dưng: Nhỏ, hồi nào giờ có qua bên sông không? Bên sông có cái gì? Nhỏ cháu nín thinh, nó ngơ ngác, hoang mang. Trong một chốc, nó thấy mảnh đất bên sông còn xa xôi hơn cả nước Hàn Quốc xa xôi. Ít ra nó biết ở Hàn Quốc có tuyết rơi trên những hàng cây xơ rơ, có những ngọn núi, những công viên cây cỏ xanh rời rợi. Nhưng bên sông thì nó không biết, vì ở đó chẳng có họ hàng bạn bè nào, và vì dòng sông ngăn trở. Lúc còn trẻ con, người lớn không cho qua vì sợ rủi ro sông nước. Lớn lên, mối quan tâm của con bé cùng lắm là đến giữa dòng. Nó còn không biết nhận biết nước rong. Cô cũng vậy, cũng hoang mang. Mình đã nghiên cứu đến nền dân trị của Mỹ rồi mà ngơ ngác trước câu hỏi chiều nay. Câu hỏi không chỉ cho đứa cháu gái vô tư kia, mà cho cả cô, riêng cô. Có gì nơi đó, nơi chỉ cách bờ bên này một dòng nước bạc, chừng 20 nhát chèo. Hôm sau, cô bước chân xuống đò sang sông. Cô ngó lại, thấy nhà mình kia, thấy rõ ràng mấy khăn treo phơ phất. Ngó lại lần nữa, cô hớt hải khi nhà mình bỗng dưng mù mù xa xôi. Bởi cô đang ở một thế giới khác rồi. Một con đường nhỏ chạy dưới bóng những cây gòn, những bụi tre gai. Và tiếng gà trưa giọt lên khỏi những hàng bông bụp tỉa thưa, rơi từng giọt. Những ngôi nhà lọt thỏm giữa sân, vườn, rêu mọc trên mái ngói tây. Lúp xúp sát bờ sông có mấy trại xuồng, tiếng bào loẹt xẹt, dăm bào lúng phúng tràn ra con đường tráng xi măng, hằng nhiều dấu chân chó. Dọc theo xóm một quãng, chân bước ngẩn ngơ, tưởng mình đã vượt 15 cây số để về đến quê mình. Cũng tiếng cười thưa thớt lâu lắm mới nghe ới lên. Cũng bầy trẻ con nhảy cò cò mé lộ. Cũng ngôi nhà có hàng lơn nước đằng trước. Dưới cái chòi che tạm, có con bé ngồi bán rổ củ sắn mận ổi đã chớm héo. Đằng kia, sập xệ quầy bán hột vịt lộn, chuối nướng. Ghé lại chỗ bà cụ bán bánh chuối chiên, hỏi con cháu đâu mà già chưa được nghỉ ngơi. Bà cụ cười: Mới gả con út về bên chợ. Cô ngó theo hướng bàn tay run rẩy, bỗng mắt cười, thấy mình đang súng xính trong vai người bên chợ qua chơi. Thấy con sông thật trớ trêu, bờ bên kia rộn rịp phồn hoa, xe cộ đông như kiến, nhà cao tầng chen chúc nhau, cố giành lấy một mảnh trời. Người ta ăn mặc đẹp, người ta bày tràn ra cả lề đường những món ngon lành lạ mắt. Bên này nhịp sống lừ đừ, người đàn ông đang chậm rãi giải lúa cho gà ăn, coi bộ không biết thời gian đang dồn đuổi chiều tới nơi rồi. Và khói nhì nhùng trong những gian bếp tối, và những người già đã sống gần hết đời mê mỏi,
nằm đưa dõng trước hàng ba, tền toàn trong những bộ bà ba cũ kỹ. Trên sân trải phơi đống củi mục ngấm nước thâm xì, chắc là được vớt từ sông. Còn những mảng rào thưa thì làm từ cây dụng lượm lặt từ các trại xuồng. Con sông rõ ràng chẳng rộng là bao, bởi đứng ở đôi bờ có thể ngờ ngợ mặt nhau. Vậy thì sông phải rất sâu. Có sâu lắm, sâu đến vô cùng, nên mức sóng, nếp sóng mới cách biệt như vậy. Đêm đêm, cái rẽo đất hiu hắt bên sông này vẫn thấy bờ kia lên đèn rực rỡ, vẫn nghe tiếng xe cộ dập dìu. Nhưng ngóng hết đời người này đến đời người khác, nhịp sống đô thị đó vẫn là một cái gì rất xa xôi. Và cô mỗi tối vẫn nghe vọng từ bên sông tiếng những người đàn ông say cãi nhau. Ai đó ca cải lương, heo sụt vào cái máng không, thất vọng kêu la chói lói. Và khi ra phơi áo ở sân sau, nhìn ánh đèn vàng giọt bên kia, tự hỏi bên đó có gì. Cô mất 28 năm ròng mới qua được bên kia sông, nhưng có là gì so với bà cụ bán bánh chuối chiên kia. Hết đời người, bên sông vẫn là một chỗ xa lạ, cao vời, chẳng thể nào giới tới. Con gái bà đã sang bờ, và chiều chiều ra đứng cửa sau ngó sang. Bỗng bùi ngùi, như đã đi quá xa xóm cũ, nhà cũ. Sau chuyến ấy về, cô bị ám ảnh bởi dòng sông. Ngồi viết cũng nghĩ mình như đang ở trên một bờ sông nào đó, cút côi, chẳng cây cầu, con đò nào đưa người đời đến với mình. Lại thấy bạn bè đứng ở một bờ sông khác, cô có thể cảm nhận được họ nói cười, họ sống cuộc sống nhẹ nhàng, đơn giản. Và mình ngóng về bờ đó một cách tuyệt vọng, vì chẳng bao giờ được vui cùng. Sau này, đi nhậu cô cũng nghĩ về sông. Thường thì cuối tuần, cô với ông anh trai sẽ có cuộc hẹn ở quán nhậu. Thường thì cuối buổi nhậu đó, cả hai sẽ nhắc tới chị hai. Cái món này ngon quá, phải chị hai ở đây, chị sẽ thích lắm. Chị hai không biết uống bia đâu, chị chê đắng ngắt, không ngon lành gì hết. Cái quán này đẹp thiệt, uổng cho chị hai chưa tới lần nào. Mà biết tới bao giờ cả ba chị em mình mới ngồi nhậu với nhau. Sau câu nói đó là một nốt ngậm ngùi. Sau câu nói đó thì hình ảnh chị hai hiện ra với tất cả vẻ tất tả nhọc nhằn. Giờ này chị hai chắc đang lui cui dọn quán, chùi son, rửa ly, chén, cẩn thận đếm những tờ giấy bạc nhăn nheo, toàn tính cho bữa mai, phần nào cho con đi học, khoản nào mua cá, mua rau. Hơn 10 năm trời, chị hai chưa bao giờ được ngồi quán, nhẫn nha thưởng thức cà phê, nghe nhạc, nói gì đến la cà nhà hàng này khác. Bỗng dưng bia đắng, mồi lạc, bỗng dưng thắt lòng, như có con sông nào chảy giữa chị hai với mình. Bên bờ của chị hai còn có em bé bán đậu phộng luộc với cái giọng ủ ê và đôi mắt ủ ê. Cái áo trắng của em đã lấm lem, trên áo thời gian đã ngưng động lại hàng chữ thêu lớp 3A. Còn có người bán vé số ngồi nắn bóp đôi bàn chân mỏi, khoảng nói với khúc chân giả đã chai. Còn có cô gái phục vụ bàn mướt mồ hôi mà vẫn gượng cười.
quán nhậu chật chội, hẹp te, mà sông vẫn chia cắt người với người. Và dĩa chim sẻ nướng muối ớt cũng bị đẩy về một bờ nào đó, nơi có những người nghèo khổ đến mức tận diệt thiên nhiên để đổi lấy miếng ăn. Và những dòng sông vô hình vẫn cứ chảy miên man, xuôi ngược giữa đời, để người không gần được với người, để bờ này xa lạ, lơ đãng với bờ kia.